Hi, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Đây đang tiếp tục chơi tựa game ARK. À, hôm nay thì mình sẽ sinh tồn cùng với một con sinh vật ở trong ARK, đó chính là con Brontosaurus. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng sinh tồn ở trong cái map đó là map The Island. Ở đây thì có 3 con Bronto này, anh em nhìn chưa? Đây, 3 con Bronto liền. Xò luôn. Và anh em mà xem clip thấy hay thì like đăng kênh của mình nha, thêm nhiều động lực làm việc cho anh em xem. Đấu với hai con drone thôi. Cuộc chiến hổ đàn Brontosaurus. Hầu hết nó đều di chuyển rất chậm, kích thước to và sử dụng cái đuôi để đánh. Và không con nào có thể đến gần trận đấu của ba con Brontosaurus tôi được. Bất kỳ con khủng long nào đến gần thì sẽ bị bật ra. Thì con Bronto nó sẽ đánh, nó sẽ đi vòng tròn, anh em nhá, nó sẽ đi vòng tròn và dùng cái đuôi, nó sẽ dùng cái đuôi là quẫy là chính. Và con Bronto màu xanh của mình có vẻ đang bị thương khá nặng so với hai đối thủ của nó. Wow, như vậy là con Brontosaurus của mình level 37 đã bị một con Brontosaurus khác đánh bại. Và anh em xem clip thấy hay nhớ like đăng ký ủng hộ nha.